Ok rồi, hôm nay có duyên gặp quý vị đây, không có mình nói chuyện xin kiệt được là nghe tại người lạ nhiều. Sao mấy anh chị, anh ở đâu tới? Dạ, Florida. Sao dữ vậy hả? Dạ. Động lực nào làm cho anh qua tới đây dữ vậy? Bắt đầu từ lúc mà coi được những YouTube của anh ở trên internet đó, thì càng ngày càng cảm thấy nhiều cái anh nói nó trúng quá hả? Trúng á, mới là trúng chứ. Thêm nữa là sau này á, nói chung lúc đó tụi em chưa có cái giáo viên xong, thì khoảng một khoảng năm 2000 nãy gần gần lên á, năm 2020 20 á, thì tự nhiên vợ em bệnh nặng lắm, mà cứ ói ăn không được, ói với mửa, còn rồi vô bệnh viện á, thì nó không có tìm ra bệnh, cuối cùng nó cũng cho về. Rồi cứ người yếu, người càng ngày càng khô nước quá, thì nó vô thì nó cũng chỉ biết truyền nước biển thôi, cho nó không có tìm ra cái bệnh gì hết. Thì lúc đó em như có check cho anh, nhờ anh cầu nguyện giùm, thì cũng có thiền giảm chút gì đó, thì nói chung là không có bệnh nữa. Thì một thời gian cũng sau thì lúc đó là tháng 6 gì á, thì được một thời gian rồi qua tới tự nhiên khoảng cũng tháng 6 năm 6 gần cả trường năm thì cũng bị trường hợp giống như vậy lại. Lúc này cũng biết là không biết là vô nó cũng không có thể làm gì được, nên cũng cứ coi, tại vì người cứ ói mửa khô nước quá, thành ra cũng phải vô bệnh viện tiếp, mà nó cũng tìm ra bệnh rồi đi về, rồi cứ ráng về cho nó cũng qua. Nhưng mà tới càng ngày thì càng kỳ quệ luôn, thì tới tháng 10 là cái thời gian tháng 6 nó là giống như là bà con mọi nơi là tập trung lại rồi, thì nghĩ là giống như là hôm qua khỏi à, thì nhưng mà không biết cái gì rồi gì đó thì tạm đỡ trở lại. Và nhưng rồi tháng 10 thì bị lại, thì lần này là tưởng là cũng như lần trước, nhưng mà vô nhập viện thì lần này lâu hơn, nó sẽ cho ở tới 10, nó để giữ 13 ngày mà cũng không có tìm ra bệnh. Rồi nó cũng cho về thì nó cho bác sĩ cho những loại thuốc mà như cầm cho ngủ được, rồi cho chống ói thôi, chứ cũng không tìm ra bệnh. Thì cuối cùng nằm coi như em lần này coi như là như kiếp thấy là như kiếp óc vậy, tại vì không còn phương pháp nào nữa rồi. Thì em mới lúc mà đó cuối cùng cũng bỏ thuốc luôn, tại vô thì con người nó giống như nó khờ, nó làm nhìn giống như là nó dài hơn á, em thấy vậy nó còn không ổn, thành ra em nói thôi bây giờ coi như là niệm Phật niệm gì rồi cứ lo tiếp cho, không có uống thuốc nữa. Thì em có khi giờ em thì giờ em ok, thì nằm coi như là vậy, không uống thuốc uống gì hết. Thì lúc em thấy vậy thì em nhớ lại là ký dấu thiên tâm, thì em lúc đó không có, thành ra em chỉ lấy cái đêm đó khoảng 90 giờ vậy, cái em lấy cái viết á, em vẽ cái dấu thiên tâm lên trên ngực của vợ em á, thì rồi cũng cầu nguyện thì thôi. Thì tới không biết tới sao, thì tới trưa mai á, thì cô bắt đầu cô nói cô muốn ăn. Mấy ngày trước là không có muốn ăn, muốn gì hết á, thèm ăn, có bụng muốn ăn.
thì em làm cháo thì ăn cũng cố gắng, cũng nghĩ là ăn vô cái ói là ăn chút thôi, không ngờ thì ăn vô không có bị gì nữa, từ từ cái nó ngày à, nói chung à, lúc đó ăn ít ít từ sau ăn nhiều thêm chút, mà cuối cùng nó ăn bình thường lại thì không, hoàn toàn không có bệnh, không có bị triệu chứng ói gì nữa đó. Phải lần lại đi vô đi ra hay nằm giường luôn. Thì đó là lý do tại sao em biết là có sự miracle của cha mẹ ở trên để giúp đỡ. Thành ra tụi em ước được có một ngày qua đây để lễ tạ cha mẹ, để không nên như được gặp anh. Dạ, anh là người này. Dạ. Chị đang sống ở đây ha. Anh chị thích anh. Dạ. Đó thêm là 2 tháng trời không ăn không uống nhưng mà cứ tiếp tục ói mỗi ngày. Giờ bấm ra đổi cái trên mạng á, ở ông Vinh rồi, Vinh còn à, bấm số 2, số 1 thì cũng hay á, tại vì thật sự cái giáo thiên tâm khi ra đời năm 2017 tháng 3 ngày 16/2017 thì là lúc đó tất cả giống như lệnh của thượng đế mà là ban xuống cho tất cả các tầng trời, các chư Phật, các chư thánh đều phải gia hộ, mà cái người mà gia hộ chỉ còn được qua cái mệnh á thì không biết là vị nào thôi. Tại khi cái lệnh ban xuống thì có thể ông phổ địa, có thể là một vị tiên đi ngang đường, hoặc là một cái cha mẹ cũng có nữa, nhưng mà các vị rất là bậc, nghĩa là ai cũng đều có bổn phận phải bảo hộ cái dấu thiên tâm và che chở cho những người có lòng tin. Phải có lòng tin thì nó có cảm ứng nha, còn người không có lòng tin nó không có bao giờ cảm ứng thì rất là không có hiệu lực. Ở cái thời nay mà tìm cái lòng tin đó cũng giống như mọt kim đáy biển nha, khó tìm được lắm ở cái thời đại mình nè. Chuyện ngồi đây hiện hữu, bao nhiêu chuyện làm đều là gọi là rất là di diệu không, những lời nói không phải kiệt nói, kiệt gì lặp lại những chi vị nói, mà nói đâu là chúng nó 90% để chi, không phải mình khoe khoang hay là ngã mạng hay là tự cao gì hết, mục đích tóm chung quy lại hết tất cả 3 năm nay 184 cái clip đều là để cho nhân loại quay cấp giật mình là có Phật Thánh Tiên thiệt á, chứ không phải là giống cho chúng ta mưu mô tính toán mưu cao gì đâu. Mà có bao nhiêu người chịu nhận ra được cái này, mục đích là chỉ vậy thôi. Bây giờ kìa không xuất hiện, kìa không nói, không có mấy ông rầm xuất hiện, không có mấy gì xuất hiện thì người ta cũng vẫn ấy cho là vẫn lì lợm, các lãnh đạo mình cũng vậy. Cho nên cái gì phải cho nguyên một ông rầm lửa xuất hiện ở Sài Gòn, nguyên cái bản đồ nước Việt Nam xuất hiện ngay ngày đó, cái mấy gì đó được, tụi nó lì quá để cho nguyên cái bản đồ nước Việt á, mấy nó thấy bản đồ đó không, à nguyên bản đồ nước Việt hiện ở Hà Nội á, là hồn thiên trong núi kỳ đó, và trước khi là mấy vị làm ra những hiện tượng đó là mấy vị cũng có nói nguyên con phượng hoàng lửa xứng hiện, nhưng mà con người vẫn chơi cha là qua 2-3 ngày rồi họ cũng quên, nó ngộ vậy đó. Thì không phải là người đầu tiên được mấy vị cứu đầu rất là đông ở Việt Nam đông lắm. Cái này nữa là có nhiều nhà hàng ế cái khánh thổ địa, thổ địa lấy dấu thiên tâm khánh á là cũng đắt lên nữa, nó gì hộ đủ kiểu á, chứ không phải là sức khỏe không. Chỉ có anh vậy từ Florida qua ha, trời nhà à. Trời nhà rồi tới là cái gì chuyến đi á, chuyến đi dạ,
Chuyến đi từ con từ nhà tới cái trường 1 tiếng, nhưng mà kể từ lúc rời nhà cho đến tới chùa Xoay Minh tổng cộng 29 tiếng. Dễ sợ. Nhưng mà có sự gia hộ cho nên từ con được ngồi ở đây. Thường á thì một cái từng nơi làm đa số những người có duyên gần với Kiệt á thì mấy chư thiên cũng ở đây. Đúng ra mình mỗi buổi thứ bảy á mình phải niệm Phật để cho mấy chư vị đi trị bệnh từng người, nhưng mình làm nó hơi hình thức quá thì Kiệt mới trước khi đến là Kiệt đã khấn mấy vị đang đứng đây nè là trị bệnh dùm hết rồi, giống như là một cái buổi lễ trị bệnh chung vậy đó. Thì mấy vị đang âm thầm đi gờ đầu từng người rồi. Khi mình tu đạo á, cái đó là thật, nó không phải là quan tưởng nha. Mình sẽ tự có cảm giác. Mỗi một ngày mình bị biết bao nhiêu chuyện buồn bực, phiền phức, stress. Nhưng mà khi gặp Kiệt rồi Kiệt không có dám nói nha, quý vị sẽ có nguồn vui á. Không phải là Kiệt là người biểu diễn hề đâu, Kiệt cũng nghiêm lắm à. Nhưng mà tại vì cái hào quang của Kiệt 7 vòng thì đồng thời mấy chị vậy đi gò đầu từ người rồi lấy gì đâu buồn nữa. Và điều trí tuệ á thì cũng có chút tăng trưởng. Cái quan trọng là mình học, là mình học cái gì? Học hiền, học buông bỏ cái sân, sân là dữ không? Mình tới đây là mình học cái hiền. Học là phải nghe và hỏi. Thì những lời chuyện nói ra có cái nghe được thì quý vị cứ nghe đó. Chuyện nói chuyện là thượng vàng hạ cám, mà từ người không biết gì cho tới người siêu trí thức và những nhà chính trị gia lỗi lạc cũng đều nghe. Thì ai nghe được phần nào nghe phần đó. Cũng giống như clip vừa rồi 183 Kiệt ngồi đây Kiệt nói là nghe tự nhiên sẽ đi cầu vải như Kiệt. Lúc đó 3 tuần trước chưa có chuyện gì xảy ra đúng không? Nó còn đang đánh rầm rầm, lúc đó nó còn chưa pháo kích mấy quả tiễn vô Ukraine để mà cho mùa đông này bị cúp điện nữa. Nhưng mà bây giờ nó bắn hết quả tiễn rồi, bắt đầu đi cầu hòa bữa nay. Coi như mình nói trúng nữa rồi đó. Nó hết dụng trăm quay trở lại, nó trúng. Nó luôn nói dụng Trung Cộng nổi loạn nữa, cũng trúng. Chia 5 sẽ 7 đó. Không có thể nào mà chống chọi được với ông trời hết. Bây giờ giàu cho tập chính mình có khôn 40-50 triệu đảng Cộng sản, đảng viên của Trung Cộng thông minh giỏi cỡ nào cũng không bao giờ bằng cha hết. Uống hồ chi bất trọng bây giờ quá già sao bằng cha được. Cha trong cái vui quý vị thấy không, rất là trẻ. Cha là mấy tỷ tỷ tuổi tạo nên lập địa mà bất trọng nhiều, mới có 80 mấy tuổi hơn à, làm sao mình là đi lụm khụm rồi. Cha rất là minh mẫn lanh lẹ, thì cho nên có trọng hay là bất bình hay là bất Putin tính kiểu nào cũng phải thua chắc. Mà thua kiểu nào vậy? Thua cái kiểu mà đừng có bị đọ đi ngục, hay là thua cái kiểu là mất xác mất hồn á. Chứ tội là ông nào cũng có tội hết. Đó là 100% là thiệt. Còn nói về lùm xùm mấy cái vụ bác Giàu, bác Lan Châu và bác Điền rồi anh Nghĩa đổ đây mấy bên Hòa Hảo, mà còn lên cái vụ bữa Kiệt vô tình nha, Kiệt rất là vô tư không biết gì hết, mang cái bịch này cũng bị ta bắt lỗi nữa. Kiệt thật sự qua Mỹ rất là nhỏ tuổi, không biết tiếng Việt thời đó, hôm nay biết vậy cũng là phước của nước Việt rồi, không biết cảm ơn mà còn bắt lỗi. Nhìn tính là cần gì phải thông thái. Thông thái là có trường huấn luyện mà nói láo. Cái quan trọng là 183 cái clip nói từ cái tâm, nó là sự thật. Nói không có tờ giấy, nói từ cái tâm. Và tất cả những lời việc nói là lời thiệt, người thiệt, việc thiệt. Thì qua cái vụ đi miền Nam có đi á, cái 2 tuần trước 2 tuần hả?
ngày đó ngày nào, 20 tháng 11. Cái quý vị trên xuống, cái sư phụ đứa thầy thôi, giờ mình không dám kêu sư phụ nữa, tại mình kêu sư phụ mấy bên Hòa Hảo họ cầm lên, nó anh không có biết luật Hòa Hảo, thì không kêu sư phụ, mình kêu là đứa thầy luôn đi. Cái lúc đó đứa thầy như vậy, ngài kiểm chắc kiệt á, ngài nói chứ xuân hạ tác quần thư là ta tuân lệnh của thượng đế để mà tiên tri, thì hôm nay con là người đã xuất hiện rồi, con không có chịu giải thích cho họ rõ hơn về con. Trời, mình bị chửi kiểu đó mà đứa thầy còn trách mình là không chịu giải thích cho họ rõ hơn, mình giờ muốn biết bó tay luôn á. Nói gì là Phật đó là Phật á. Thì thôi từ từ đi nói mấy vụ này. Giải thích rõ kiểu nào ta, là có ai giải thích giùm mình được không? Tiếp 75 á, cuốn là Xuân Hạ Tác Quần Thơ của đức thầy viết là chữ kiệt và chữ ca đàng hoàng, capital, nghĩa là dấu chữ qua là to, đúng không? Sau 75 cộng sản nó đổi lại đủ kiểu hết, thì tất cả những cái gì mà sau 75 thì mình không biết là thiệt hay là giả. Nhưng mà đức thầy bữa ông về ông nói nè, con giải thích cho họ rõ hơn. Ở vào cái thời đại này, tất cả chúng ta mỗi một ngày cũng giống mình nghe đài Fox hay đài Trần Nhật Phong mà mấy cái đài tin tức, họ cũng đều nói Putin mới ngày hôm qua hăm dọa chúng ta là 8 tỷ người có thể sẽ bị chết khi mà bom nguyên tử của ổng bắt đầu nổ, không? Thì tại sao 7-8 tỷ người phải lệ thuộc vào một cái sự nóng giận của một người như vậy? Mình thấy nó hơi vô lý, đúng không? Quá vô lý. Nhưng mà nó là thiệt á, tại ma quỷ mà. Ngày xưa trước khi mà trận chiến nổ ra, toàn thế giới bệnh dịch kinh tế xảy ra, thì thường nói tất cả những ma quỷ, những cái ác nó cùng đi xuống và chìm cùng một lúc, chứ không có phải hằng trước hằng sau. Thì bây giờ á, quý vị thấy từ từ á, Trung Cộng bây giờ cả dân học sinh tất cả các tỉnh nổi lên rồi, nước Việt bây giờ cũng vẫn chưa biết gì hết, cũng vẫn ăn chơi, là cái đó bề ngoài thôi nha quý vị. Lấy động chế tịnh, lấy vui để mà khắc cái nỗi khổ trong tâm dân chúng á, trong những ngày tháng kế tiếp. Nước Việt đó nghe rất là khổ. Đúng ra bữa nay á, thì phải ca bài quê hương để xin mỗi người á, tô phở bữa nay để bắt đầu chuyển tiền về là vừa rồi. Tự nhiên bản là bắt đầu Tết năm nay là mùa xuân ngát sẹo. Mùa xuân năm nay Việt Nam ai đâu có tiền nhiều. Cái người giàu chừng nào á là họ càng nhã nghèo chừng đó. Là như mà họ bây giờ thắt cường đô la mà chạy xe Rolls Royce và Lamborghini ngoài đường á, ngày mai là bị bắt trọng cúng cổ liền. Huống hồ những người nghèo, người ta nghèo thiệt. Công ăn việc làm bây giờ ở mỗi công ty nhà máy ở đâu ta, ở Bình Tân á, đóng cửa mấy chục nghìn người, biết bao nhiêu công ty ở Bình Dương cũng đóng cửa, hãng nào bây giờ cũng đóng cửa. Còn dưới ruộng bây giờ dưới quê á, ruộng lúa bị ngập lụt, có chỗ ngập lụt, có chỗ bị nước mặn. Hôm nay mình đã đi 85% đoạn đường của những ngày tận thế, chỉ còn có một chút xíu nữa là mình vượt qua. Muốn vượt qua được cái đường hầm này, tất cả chúng ta đều thấy cái nguồn ánh sáng rồi đó. Khi mà khởi động chiến tranh, bệnh tật chấm dứt rồi đó, thì bắt đầu kinh tế. Kinh tế sẽ đến thuận lợi ít nhất từ đây tới 4 tháng nữa, thì là chiến tranh
đệ nhất thế chí cũng vậy, đệ nhị thế chí cũng vậy, đệ tam cũng vậy. Ở trên trời Atula nó đi đánh thiện thần cũng vậy. Trước khi mà nó cháo ba đời của Atula mà nó tấn công mấy thiện thần của mình á, là ở trển á, đời sống của nhà, của gọi là tiên chúng á, cũng lặn nặng lao đao. Xuống thế gian mình cũng y chang như vậy. Cái đường hầm ánh sáng và cái lời móng của thời Thượng Quân Thánh Đức thời vàng kim đã hé mở. Mỗi một ngày chúng ta đều phải ngồi thiền để mà vượt qua cái đó, và phải đọc kinh, phải đọc đại bi, chứ không có ai như đạo Phật là đủ. Và tự nhiên ma quỷ và 7-8 triệu người chết Covid rất là đông, vong hồn của họ lãng nhãn nhiều lắm. Vừa họ trước khi chết họ không biết tu, họ vẫn còn sân si và ích kỷ. Người chết càng ích kỷ hơn. Cho nên ví dụ như mình hứa với người sống, mình quên thì nhắc qua nhắc lại, ok bữa đó mình hứa đãi ông chầu xong mày không đãi, thì bữa nay mình gặp lên mình đãi được. Còn mình hứa với người chết tôi sẽ đãi cho vô ông chầu, mà mình mà không đãi là nó giật cho mình lật xe luôn á. Ví dụ tin không? Cũng bữa ăn thôi à. À, mà hứa với người đời thì nó khác, mà hứa với dòng linh là khác. Cho nên ý mình muốn nói cũng là cái người đó, hôm nay họ sống họ không có chấp như vậy, nhưng mà khi họ chết con người càng cô đơn, càng lạnh lẽo, càng không biết tu, họ càng chấp, càng giữ ghê lắm á. Cho nên mỗi lần mà lên trên núi đãi chư thiên với mấy thần á, mà lâu lâu cái ông sơn thần với mấy ông rồng cứ nói ở dưới quá trời người ở đứng ngoài cổng Thiên Long Sơn, họ cũng mong ngài ban cái hôm buổi tiệc, mà lỡ lúc đó mà hứa một cái rồi là phải làm á. Mới 2-3 tuần trước cũng vậy nè, mà chưa dám hứa. Thật sự cứu cho họ không có sao hết, nhưng mà họ quen hoài nên để người thường cúng. Cái chân mạng việc lớn thì không có đi cúng nhiều ở đó được, thường việc nhờ anh bác hay là mấy người trên núi hay mấy đệ tử trên núi cũng. Ở cái đời sống này, Kiệt là một người bị những người ngã mạng, xiên tạc, xiên xỏ, chửi đủ điều hết. Chửi Kiệt cả nào cũng được nha quý vị, nhưng mà đừng có chửi cha Kiệt, đừng có chửi Thượng Đế. Ngài Kiệt rời khỏi thế gian, tất cả nhân loại không ai được thờ hình tượng của Kiệt, cũng không ai được thắng Kiệt. Bây giờ Kiệt sống thì cứ việc thắng, tại vì chiếc thân đi được. Chỉ có theo cha, theo Tam Đại Tạng Kinh, theo cuốn kinh của Thiên Tâm mà mẹ và chư Phật đã đặt ra cho mình. Đó là cuốn kinh Nhạc Tụng này nè, trong này có đầy đủ hết. Mấy vị đã tính cho mình rồi. 1 tiếng 30 phút mà lại sám hối luôn, nó hữu ích ghê gớm lắm. Có những người tu những môn phái khác, họ nói sao không cần đọc Lăng Nghiêm hay là Phật, cả bản thân Kiệt á, mẹ còn kêu á, bữa nay á con giao du đông người quá, giống như bữa đi Nam Cali con bị người ta mang trượt bắt. Tại vì mỗi một cái tay này bắt á, là mấy cái người mà chơi bùi chơi ngải đó họ chìm vô đúng không? Con phải về con ngồi con đọc Lăng Nghiêm vô. Mẹ là người kêu Kiệt á, thú chi là Lăng Nghiêm là phải đọc. Mà tại sao có những môn phái khác người ta nói ồ đâu cần đọc chú, chỉ cần vô cái nhà Di Đà Phật thành Phật, đi theo thầy ông Lai đi thành Phật, đi theo thầy Ngộ Không đi, thì đi theo ông thầy Giác Nhàn đi, không có niệm Phật là thành Phật được. Cái đó là sai. Tùy theo cái thời đại, cái đó có thể mình ok cho những mấy bác lớn tuổi già ở trong bệnh viện, hay là không có đủ cái học vấn á, tại đọc cũng đọc chữ này cũng phải biết tiếng đó nha, thì ok cũng tạm được. Nhưng mà muốn cho nó ráo rót á, là cho nó đúng á, là phải cái gì cũng nói gì đã đặt ra đều có ý nghĩa hết. Không phải khi không là mấy vị rảnh nào kêu mình ngồi đọc. Còn mình không đọc, mình không có mở mang trí tuệ được, mình không ngồi thiền, mình không có trụ cái tâm được,
mình để cái tâm mình nó chạy lăng tăng lăng tăng. Cho nên quý vị thấy con cái hay chồng vợ anh em mà đi làm kỹ sư bác sĩ á, thấy cái mặt nào nấy nó căng giống như là cái trống vậy đó, bị stress á, mà nó không biết làm sao nó giảm được stress. Nó muốn giảm stress thì nó phải về nhà vô cái bar góp một cốc rượu, hay là thằng nào mà nó không biết rượu thì nó phải vô cái gym, nó phải chạy đổ mồ hôi xuất mồ hôi, cũng giống như là nó phai lại với chiến đấu lại cái body đó. Có nhiều thằng nó điên nữa, nó lên skydiver, nó nhảy xuống, nhảy núi thì lái xe đạp đủ trò, cái đó cũng đều là cái hình thức stress relief. Còn những đứa con họ thiên tâm, mình không cần. Tôi mà bị stress relief, tôi mà bữa nay bị mất thu nhập, hay bị ra đường đi chợ gặp ai chửi tôi mắng tôi, hay là tôi sơ ý tôi nghe xe tôi quẹt ai, bây giờ tôi cầm cuốn kinh tôi đọc một cái là bảo đảm khỏe liền. Có nhiều môn phái họ có hiểu, họ cứ nghĩ đạo thiên tâm ra đời một cách lạ lùng thì họ chấp theo cái hình tướng, họ mới chấp nhận. Nếu không có cái lạ thì làm sao thay đổi được cái cũ. Cái cũ đã đưa nhân loại đi đến ngày hôm nay không còn nhân tính nữa. Mỗi quốc gia, nhất là nước Việt, thì cái lạ mới ra đời. Bây giờ họ có Covid thì làm sao mà có thuốc vaccine nó lạ kiểu này. Thì cái thiên tâm là vậy. Bởi vì lúc mà cha ban xuống bài chính thiên số 2 đó, là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, cha mới ra cái đạo thiên tâm này là diệt trừ ma quỷ mà. Chúng ta sống không giữa thiện nhã, chứ nó không phải là thể chế với cộng sản quốc gia gì chứ. Đó là cái lý luận của người thế gian thôi. Về cái thần hồn của chúng ta đó, là nó có cái sự quyền diệu từ ở cõi trời mình đầu thai xuống. Thì giữa chánh và tà, Atula và tiên với Phật, đó là sự thật. Rồi Atula khi họ ở trên trời, họ cũng kéo quân đi kiếm chuyện với những cái tầng trời của những vị Bồ Tát, những vị Phật. Rồi họ đánh thua, họ cũng bị chết nha. Rồi họ rớt xuống địa ngục, bị phạt thời gian, tự linh hồn là bất tử mà. Rồi họ đầu thai vào những cái hành tinh khác, những con thú khác. Rồi từ từ họ đầu thai thành con người của mình. Trong nhà mình nó bảo đảm đến nhất là cũng có ba Atula mình đang sống chung á, gan tay luôn. Quý vị về coi mặt nào là Atula, anh em mình á. Nhưng khi mà mấy vị nói ở cõi trời hay là cõi người, những cái người hung dữ, những người ác á, mà họ có đủ duyên đủ phước gặp những thiện trí thức chỉ đường cho họ đi, thì từ đó họ sẽ giúp được cái nghiệp. Cái nghiệp là kiến tụ kiến, là sân si, họ không còn sân si nữa. Rồi từ 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 họ tu lên, họ thành Phật. Tất cả những cái thần hồn đều sẽ thành Phật hết. Nhưng mà thành Phật thì nhờ Phật Di Lạc sẽ ra đời là vị thứ 7 à, 8 à. Mà hay là 1000 vị Phật thì cũng là thành Phật, nhưng mà nó mấy tỷ năm về sau nữa, tức là trước hay sau thôi. Cái thế trận bây giờ là mình đang nói chuyện trên trời, nhưng mà nó đang xảy ra dưới đất. Trời với đất là giống nhau. Có cái bài này hồi xưa đó là một gì rất là lớn. Cái bài này là chắc nó sẽ ứng vào mùa xuân này. Hồng tàn giữa mùa xuân, hồng đã hiểu không? Máu Trạch Đông là hồng, hồng quân. Rồi Việt Nam mình cũng xài màu hồng, cái gì cũng hồng hết. Cho nên mấy vị Bồ Tát á mới dùng cái chữ hồng là nói chung là bò đỏ, ở ngoài kêu bò đỏ.
hay là Phật tu bước chân từ mình mỗi ngày mình không phải xin tạc hay chính trị cha kêu bò đỏ biết cũng quen thì hồng là vậy khăn hồng khăn hoàng rồng cổ cũng là hồng đúng không, hồng tàn giữa mùa xuân, nghĩa là cái mùa xuân này nè hoa hồng nó sẽ tàn tàn rồi nó héo rồi nó rụng. Mà bài này cái gì kêu thì phải đọc lúc trước đọc rồi, bây giờ là lúc này hoa hồng sẽ rụng á. Hồng tàn những mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chú ngõ. Cái lúc đó Việt Nam thay đổi rồi ha, ai cũng vui ra giang rồi. Nên nhắc à, Trung Cộng nó nổi dậy kiểu này, 24 tỉnh nổi dậy, Việt Nam mà nó bệnh cũng đang rung á, tại vì nó ảnh hưởng chung. Bên kia nổi loạn thì Việt Nam sẽ bắt chước nổi loạn theo á. Mình không dám kêu ê mọi người đứng lên cầm củi rượt, không phải. Nước miền nó nổi loạn nổi kiểu khác. Mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông ngõ. Cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại xuân vầy. Cái hiện giờ á, người Nam người Bắc còn hiềm khích lẫn nhau nhiều quá, sau này sẽ thượng hết. Thủ đô nước Việt sẽ là trở vô Nam lại là Sài Gòn, không phải Hà Nội. Rồi với ai giờ muốn giàu á là mai mình may cái lá cờ màu vàng ha, còn cái mình may ba miếng màu đỏ mà đừng có gắn vô, để riêng. Cũng giống như Bạch Thư vậy, tổng này là già dễ dàng, quân dễ dàng. Này chú bảy đã nói hàng nữa rồi. Cái cha con ôm mừng chiếc ngõ, Nam Bắc trở lại xuân vầy, Việt Nam hạnh phúc từ đây. Hiện giờ Việt Nam á, người ta đang trông ngóng Việt Kiều mình á, 6 triệu trên miền. Thì quý vị đã đặt cho chúng ta ở hải ngoại là có mục đích là để giúp cho nước Việt ngay cái thời điểm này nè. 6 triệu trên miền phải gửi tiền về cho bà con chứ bữa nay đâu gửi, chẳng lẽ bác Chính bác Trọng gửi à? Thì mình phải gửi thì lá lành lùm lá te tưa, thì lá rách lùm lùm lá te tưa. Ở đây mình có thất nghiệp mình cũng có, tệ nhất cũng vài ngàn đúng không? Bèo mình cũng sống được. Ví dụ mình đang uống hồng măng mình hết tiền thì mình ở xe phòng đâu có chết. Nhưng mà Việt Nam không có tiền là chết thiệt á. Khắp nơi vang rền chú ngõ, cha con ôm mừng trước ngõ. Đó là cái mong ước của bà trăm triệu dân bên Việt Nam á, đang mong mình về để ôm mừng trước ngõ. Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt, tức là những nhân tài ra về lần lượt, dựng lại cơ đồ phục hồi trần nghiệp, dẫn nước bình an bờ cõi gian sen an cư lạc nghiệp. Nghĩa là trong này quý vị, tại sao mình động đây, mình muốn nói cái chữ đời nhà Trần, mà kỳ thường được tất cả những gì chư thần đó là hồn viên trong núi mình thường kể đó, là rất là nhiều ông thần, tại vì sinh với tướng tử với thần, cũng giống như năm ông tướng mà Nguyễn Văn Hai đùng đùng, Nguyễn Khoa Nam đùng đùng chết năm 75 á. Rồi giống như bác Võ Nguyên Giáp cũng không, mình đừng có nhìn theo cái mặt đời gì lắc đầu, ổng cũng là thằng nhỏ. Nghĩa là bên kia không có cộng sản quốc gia, hỡi ai mà có công với nước là người đó là thành thần thôi. Cũng như ông bác Trần Đại Quang bây giờ làm thằng nhỏ xíu ở miếu ông Mai Hắc Đế á, nó có rồi. Nhưng mà vua của tất cả các vị thần đó là ông Trần Đạo, là vua nước Việt. Rồi dưới vua thì có giống như ngài Lê Văn Việt, rồi Nguyễn Trực là ổng nắm hết quân tướng. Không biết giờ Hồ Chí Minh được thả ra khỏi cổng địa ngục chưa, ổng đang bị nhốt thành 36, mà nếu ông được thả ra đó là
ổng cũng có thể làm lính của mấy ông này thôi, chứ ổng đâu được làm sĩ quan. Tại ổng dở quá, hồi xưa ổng chỉ theo chủ nghĩa của các Mác thôi. Cái lỗi lầm đầu tiên của nhân loại đó là Mao Trạch Đông. Ổng chỉ không biết ổng buồn sao mà ổng đọc lộn có hai cuốn sách của các Mác chứ là mà thành ra cả thế giới điên đảo tới ngày hôm nay. Thế hồi xưa ổng đừng đọc hai cuốn sách này thì đâu có, đúng không? Ở hồi xưa chỉ là đọc lộn hai cuốn sách thôi. Cái đạo Phật Tam Đại Tạng Kinh của Phật ổng không thèm đọc, mà ổng đọc cuốn sách của các Mác, cái là tới ngày hôm nay mình bị vậy. Cái Hồ Chí Minh chưa chắc là đọc được hết trang nữa mà nước Việt Nam vậy rồi. Cho nên cuốn sách nó ghê gớm vậy. Bây giờ ai vô thư viện đi bấm còn cuốn sách đó đó, đừng đọc nữa mấy con. Không, mình nói mấy con là mình nói trên mạng. Bây giờ mà lấy cuốn sách ra mà đọc nữa là thôi, đừng đọc. Đọc kinh Liên Tâm nè, có Đại Bi, có Thập Chú được. Thời đời nhà Trần mấy vị thường nhắc gì đó là sau này khi mà mọi chuyện mà thay đổi á, nó thay đổi trong vòng một nấc đàn ha, chứ không phải một đêm nữa. Như mình xuống tông vậy đó, à mấy vị nói nó lẹ lắm. Còn bề ngoài đà, hồi nãy cái câu có nói là bề ngoài là đang xanh tươi mà, nhưng mà thật sự nó gọi tìm cái héo rũ, ú rũ rồi. Hoa hồng bây giờ tàn sắp rụng rồi. À, nhưng mà ngoài thì thấy anh tư gì đó, tại vì cái bài thơ gì nói gì mình cứ đang nói theo bài thơ. Thì lúc đó dân mới hẹ đứng lên, sẽ có hội viên hồng, một cái sự công bằng. Cái đó mình so với sáu quyển sấm cơ của Đức Thầy á, thì là hội Long Hoa đó. Rồi mình theo cái thời của Kiệt thường nói ấy, là tuyển dụng nhân tài, nghĩa là con của con cháu cha hay là con của bác ô, hai thằng bay ấy, mà lớn lên ở Mỹ mà có bằng cấp cứ việc đi về giúp nước, không còn cộng sản, không còn quốc gia nữa, thì nước mình nó lên lẹ. Ngày đó sắp tới mùa xuân, bữa nay là mùa đông, hopefully nha, xuân này xuân thiệt á. Ừ, nên giờ mình thấy Trung Cộng mà 24 tỉnh mà nổi lên kiểu đó trong lịch sử đâu có chuyện đó. Thì khi nó nổi lên được rồi thì nó sẽ được chớn làm tới. Cái quan trọng mình nói chỗ này, những cái điểm là hoa hồng sẽ rụng, sẽ có cái hội viên hồng của đời nhà Trần lặp lại. Cái quan trọng nữa đó là chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Bây giờ thì ở bển kia là ba que quá không, tại nó thấy ba khúc tuổi kêu ba que. Thì lá cờ ba que đó mình vừa kêu ba que luôn. Ba que này là lợi hại nha, là tại vì ba que này sẽ lấy lòng cả thế giới. Ba que sẽ hàn gắn lại hết tất cả những cái hiềm tích của Bắc Trung Nam, của mọi người, là ba que đoàn kết á. Bây giờ á, mình không có cái gì để lấy lòng tin của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc giờ tin lá cờ nào? Nó phải có người có chánh nghĩa nó mới tin, đúng không? Trước khi nó cho mượn tiền nó phải coi mặt tơ mài coi này có trả được không, chứ giờ mấy ông nội hay bệnh sức mấy mà nó cho mượn tiền, cho mượn là để chia nhau nhóm của mấy ổng sao. Nói chính trị quá à. Tại nửa đời nửa đạo, có lúc là nói đạo, có lúc là nói đời, cái đầu nhảy tới đâu mà nói đạo. Tại nói không có giấy nghe bà con, chúng ăn máng hai tuần trước chú Vũ la, vậy mấy vị la, con đã xuất hiện rồi, con không giải thích rõ cho họ hiểu, để họ hiểu. Này không phải chú Vũ, tại họ thấm Việt Cộng á, họ phải nói kiểu đó, họ không nói kiểu đó họ đâu có được yên. Thôi tội nghiệp bác Châu Lan quá, bác chửi con đi mất, con xin tội dình cho bác, mà bác chửi một lần nữa
và Đức Thầy sẽ để một góc dừa cho nó đặt đầu á. Tại vì cả Đức Thầy á, là người sáng tác mà còn bị đệ tử bắt lỗi nữa, thì huống hồ chứ mình là ai gì? Mặc áo này hiệu này đâu phải là áo vàng đâu, cho nên bị bắt lỗi là phải rồi, chắc tước. À, từ khi Phú Quốc ta về, cái Đức Thầy sửa lại là tại lúc đó Đức Thầy từ Phú Quốc Đức Thầy đi vô, thì cái quyển thứ ba đó, quyển cái tên gì quá ngày xưa có nghe qua, người tới có làm Đức Thầy ở trên trời, họp ở trên trời về. Từ khi tiên cảnh ta về, cái Đức Thầy sửa lại con câu cũng bị đệ tử bắt lỗi nữa, cả ngày còn bị bắt lỗi là hút chi cái thằng nhóc này, đúng không? Sư phụ mặt dày lắm, không bao giờ biết giận. Giận thì đâu có ngồi tới ngày hôm nay, không biết buồn, chỉ tội nghiệp cho họ, cái ngã cao quá, họ sẽ phải là uổng một đời tu hành thôi.